Chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một cái kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình chơi, đặc biệt là những anh em mới vào nghe thì sẽ có những cái công cụ để giúp chúng ta hỗ trợ trong quá trình chúng ta tìm hiểu và luyện tập. Mong anh chị em mình một điều thôi, đó là có thể chưa lên nhưng hãy đừng để lỗ ở thị trường này. Rồi, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Mong anh chị em mình hãy dành ít phút để like kênh, rồi đăng ký kênh, và anh em nào đăng ký rồi xin hãy chia sẻ cho mình ở khắp các Facebook và nền tảng Zalo, rồi TikTok các kiểu. Anh em mình làm như vậy là tôi nghĩ rằng là ít nhiều gì đã tạo cho tôi một cái động lực để tôi cố gắng hàng ngày để tôi ra được video đều hơn, mang đến cho anh em mình nhiều kiến thức, nhiều công cụ hơn, có những cái thậm chí là những con robot cũng có khả năng kiếm được tiền để chúng ta biết vào ra thích hợp. Vậy nha anh em. Tiếp theo cái chuỗi mà tặng robot thì hôm nay tôi cũng đi theo cái con mà robot bán tự động của tôi. Tuy nhiên là từ cái buổi mà tặng thì tôi lên nâng cấp lên thành tự động hết, để chỉ có một hai chiến lược áp dụng một phần trong robot bán tự động. Thì anh em mình ai đã xem cái robot bán tự động đó rồi thì cũng đã biết được là trong cái bản thân của con robot bán tự động nó có rất nhiều chức năng. Thì hôm nay cứ mỗi ngày như vậy tôi tách ra một chút để cho anh em mình test thử coi là chiến lược nào hợp lý hơn và cách thức nào ngon lành hơn cho chúng ta, coi có hợp với cách chơi của chúng ta hay không. Hôm nay tôi xin giới thiệu đến anh em một cái con robot đánh theo một cái kiểu khác của thằng RSI, một cái tư duy kiểu lạ lạ hơn một chút, khác với bình thường anh em ha, và cũng với một cách đánh của em của theo cái đường EMA quen thuộc. Rồi chúng ta xem hiệu quả của nó như thế nào thì anh em mình hãy xem hết clip này để biết được hiệu quả và cách vào lệnh, cách ra lệnh của nó như thế nào, để anh em mình hiểu được chiến thuật của nó và xem nó có hợp với cách chơi của anh chị em hay không. Vậy nha anh chị, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Rồi, chào mừng anh chị em đến với kênh Mr. Vinh Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những cái công cụ hỗ trợ cho chúng ta vào nghề. Ok, cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi kênh. Bây giờ thì chúng ta vào một chút về cái việc chơi anh em nhé, cái robot mà tôi gửi đến anh em mình. Nhưng trước khi vào robot đó thì chúng ta nói về một chút về cái mà những buổi phân tích tín hiệu của những ngày thứ hai anh em nhé, hơi lạc đề một chút xíu anh em ha. Thì đây là cái vàng mà tôi đã dự đoán được trước trong cái ngày thứ hai, chúng ta còn nhớ đó, thì nó đã cho chúng ta một cái trend sell rất đẹp, hay bắt ngay đỉnh luôn, hay thật anh em ạ, quá đỉnh đó. Thì mình cũng hay thật. Thật ra là hoàn toàn anh em quay lại cái lịch sử của thằng qua đây, có thể đây là sale của khung tuần nha anh em. Anh em xem lại hoàn toàn là tôi không, anh em cứ xem cái công cụ của tôi là anh em thấy thôi, chứ không phải là giá chạy rồi mình mới vào. Đấy, anh em nhìn ở đây công cụ nè. Đó. Anh em thấy nha. Và tôi nói đây là khung tuần anh em nhé. Đấy, khung tuần, và nó cho chúng ta sale đến đây cơ. Đó. Và chưa kể là hôm qua chúng ta cũng đã lời một mớ và bè bè cũng được 160 ít trên đây mà. Đó, chưa kể là ngày hôm nay nó đang chạy nữa. Đó, ngày hôm nay nó đang chạy khoảng 180 ít nữa. Cộng thêm thằng này nữa. Có thằng EU là hơi buồn. EU cái đầu ngày hôm qua là nó lời cho chúng ta 30 ít, bây giờ nó quay ngược lại lỗ 70 mấy ít. Đền thật. Tuy nhiên là tổng tới tổng lui thì chúng ta cũng đã lời được khoảng tầm 300 ít anh em trong tuần này. Đó, nếu chúng ta chốt cái lệnh là khoảng hơn 300 ít rồi anh em ạ. À. Thì đây cũng là một tín hiệu khả quan cho chúng ta hiểu được là phương pháp đánh hoàn toàn có thể chúng ta sẽ chiến thắng được nếu chúng ta theo nó đều và có một ít tiền để chúng ta gồng anh em nhé. Đấy, thì vàng nè, chúng ta bắt đúng điểm rơi của nó và chúng ta cho nó vào vào lệnh luôn anh em nhé. Cho nó vào lệnh và nó chạy được như thế này thì anh em thấy rồi đó. Anh em mình có thể theo dõi những buổi thứ hai để tôi phân tích và hy vọng sẽ gửi đến cho anh chị em mình cái keo chất lượng hơn và có hiệu quả hơn. Và hoàn toàn anh em mình cũng có thể sử dụng những cái indicator của tôi để anh em mình biết là ở thằng quỹ này nó vào lệnh là vì sao. Thì anh em mình chỉ cần xem những cái buổi thứ hai là anh em sẽ biết là ở tôi vào lệnh là vì lý do gì, SL là ở đâu và TP là nó lấy ở đâu. Thì anh em mình sẽ thấy rõ ràng hơn. Đó là tôi chỉ hoàn toàn sử dụng vào một hệ thống Super Scalping mà thôi, chứ tôi chưa sử dụng thêm một cái RSI này, hoặc là dích dắt nào hết. Chứ thông thường một mình tôi chơi thì tôi vẫn hay áp dụng thằng này với một công cụ nữa là dích dắt, với thêm RSI thời điểm đó như thế nào nữa. Đó. Và một cái indicator như thế này nữa. Đấy. Tuy nhiên là hiện tại thì tôi chỉ muốn anh em mình áp dụng đúng cái thằng hai cái đường này thôi, vảy rồng và cái đường gân rồng này thôi là đủ để kiếm tiền. Đó. Tôi hy vọng là nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong con đường chúng ta tìm chiến lược trade.
trong tối hôm qua thì tôi thấy nó đã lên chỗ này, lên được mà hai mấy đô, 27 đô, 28 đô anh em, mà có nghĩa là nội cái gì ngoài nó chốt khoảng 160 bit thì nó đang chạy khoảng là 300 mấy bit nữa, nhưng bây giờ nó giảm xuống còn có 100 mấy bit chạy. Đó là lúc mà khi mà tôi quay clip này nó giảm xuống còn 100 mấy bit anh em. À, khi mà tôi quay clip này là lúc này là đang là buổi trưa anh em nhé, đang là giờ này. À, anh em nào chưa theo dõi được ngày thứ hai thì anh em mình có thể theo dõi để hiểu được cách phân tích và có thể tham gia những kèo anh em ha. À, thì dù sao nó cũng giúp cho chúng ta đỡ phải căng não hơn, nó có SLTP rõ ràng. Thì có thời gian tôi sẽ tạo ra một con robot thống kê hàng ngày hàng tuần, và lệnh đó là lệnh của tuần hay lệnh của ngày thì sẽ báo cho ông ta trong cái công cụ này luôn anh em ha. À, trong cái công cụ này luôn, trong cái việc mà tôi vào lệnh nó sẽ báo là lệnh gì. Hiện tại thì nó chỉ biết là lệnh của cái tool mà thôi. Rồi ok, thì đó là cái mà tôi mong là tôi sẽ tranh thủ thời gian làm được để thống kê rõ ràng hơn cho anh em chúng ta. Rồi thì lạc đề một chút vậy thôi. À, thì lâu lâu mình thấy mình có chút thành công nổ xíu anh em ạ. Rồi cảm ơn chị em nha. Bây giờ quay lại vấn đề là con boss của chúng ta. À, con boss hôm nay tôi gửi anh em là con boss nó đánh như thế nào. Thì đây chúng ta tôi mở rộng ra nha anh em. À, và bấm Ctrl này rồi. À, và anh em mình sau khi xem clip này thì xem xong hết clip này hiểu được cách vào lệnh rồi thì anh em mình có thể lên nhóm Telegram t.me billion USD channel đó, anh em mình hãy download về. Nó có thể mang tên giống vậy luôn, đó là chiến binh 5 rồi security v 7, hoặc là nó mang tên là version ma cộng rưỡi đây anh em nhé, nó có thể mang tên như vậy. Thì anh em mình đào tìm như vậy để chúng ta mình có thể về test và về kiểm chứng xem kết quả của nó. Nếu anh em nào mà liều mạng hơn thì chơi xem và chỉnh lại một chút thông số trong đây anh em nhé. Và tôi test ở khung MU để tôi để ngày này luôn ha. Đấy, anh em mình có thể lấy bất cứ ngày nào nha, đừng nói tôi lấy đại một ngày, đây là tôi lấy đại thôi. À, do tôi đang test ở ngày này. À, đấy tôi đang test ở một cái sản phẩm khác cho khách 2.000 hả, 2.000 cũng chết như thường anh em. Cái này là những chiến thuật này thông thường là phải 5.000 đó, mà thôi hôm nay chúng ta xem 500 cháy không, để chúng ta đỡ bận ở 200 đi đó, không 200 cháy thật đây này mà 500 cho nó chạy được ít nhất vài ngày anh em chứ đúng không. Đấy 500 nhá, 500 nha, này 500 coi nó bao lâu nó sẽ cháy. Tuy nhiên cái chiến thuật của nó là cái gì thì chúng ta vào đây nhá, vào trong Nguyễn Bút thì tôi có nói sơ một chút nè. Chúng ta hoàn toàn là tôi để mặc định hết rồi, chỉ có một cái anh chị em có thể bật hoặc không bật mà thôi, đó là chế độ thuận xu hướng này là tôi để mặc định là full nha. Thuận xu hướng này rất hay nhưng rất nhiều anh chị em xài không được hoặc là chưa hiểu cái nguyên lý của nó, làm cho chúng ta hay bị chốt lỗ. Chính vậy cho nên là anh em có quyền bật hoặc không bật như anh em. À, thì thông thường là tôi bật. À, còn trong robot mà tôi gửi cho anh em ở chế độ mặc định là tôi để full cho anh em mình dễ tính toán hơn anh em nhá. Rồi còn lại thì cái để mặc định thôi. À, và cái mà anh em mình muốn chỉnh là tôi chỉ muốn anh em mình chỉnh ở những khu vực này, đó là lệnh ngược xu hướng thì nhồi bao nhiêu lot, rồi khoảng cách bao nhiêu thì chúng ta nhồi, đó là tùy vào sản phẩm, tùy vào khung thời gian mà chúng ta hãy chiến với nó nha anh em. À, còn lại thì chúng ta có thể để mặc định như vậy. Rồi à, chúng ta chơi xác số với này luôn. Rồi vậy ha anh em. À, 500 500 rồi, 500 còn cháy thật. Rồi và tôi để khung M15 test thời gian này luôn. À đó, Red Golden, Red để cao cao xíu, Red để 25 đi. Go Red để 25 đi cho nó dạng cao, trung bình cao của một nhiều sàn. À, bấm cái coi chạy không. Sao dữ liệu quá nè, thiếu dữ liệu. Bình thường thì tôi test GU với bạn, này là phải test thiếu dữ liệu thật rồi. Đó, khi chúng ta bật bình quân giá nó hay bị lỗi error một. Ui trời 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 trời, mới vô mà âm điện 200 mấy luôn. Mở mồm bên này mà Ctrl R. À, rồi chúng ta phân tích lại nha anh em, để ta hướng dẫn anh em cách vào lệnh của nó, anh hiểu hiểu cái bản chất của nó chứ, chứ không phải là anh em lấy đại boss không về chạy nha. Đó, có nghĩa là tôi chỉ anh em cách chiến thuật luôn. Thì đây chiến thuật của nó là tôi sử dụng một đường EMA. À, một cái đường EMA Moving Average. Đây, một cái đường EMA số 17 này mà. À, sử dụng một cái đường EMA số 17
Rồi ok nhá, đường EMA số 17 và là cái đường đó chính là đường EMA. Đó, để dừng lại cái nha anh em. Dừng lại cái đã, coi đúng không? Trong mặc định đó. Đó, làm nhiều con quá, nhiều lúc quên anh em ạ. Xem coi nào. Đó, tôi là bậc à đó, bậc này lên tu nha. À, rồi. Sử dụng trai linh tên quân giá múc luôn 30 lệnh luôn, sử dụng tín hiệu đúng luôn, em ai 17 và tôi sử dụng linear weighted. Linear đúng rồi, và RSI anh em mình có thể kết hợp với Bollinger Band nhé. Đó thì hiện tại tôi đang để chúng ta ba chức năng để chúng ta có thể bật ba cái, nếu cả ba cái nằm thoại cả ba cái nó mới vào lệnh, tức là khắc cao hơn anh em ha. Đó, anh em mình có thể kết hợp lại dần dần, anh em mình có thể kết hợp. Anh em mình ai mà từng xem cái robot bắn tự động, tôi mở lại cho anh em xem nhé, vô meeting nè, vô video cái, anh em mình muốn xem qua đây xem đầy đủ, vô video, video chưa đọc video lúa quá, đây robot bắn tự động nha anh em, anh em mình ai chưa xem thì hãy xem tập này, thì trong tập này bản thân của tất cả những con sau này đa số là từ con này phát triển ra, nhưng mà con này là tổng hợp của rất nhiều con, có cả ngàn cái setup trong đây. Tuy nhiên là chủ yếu là nó để đánh tay, đánh tay hoặc là phà tín hiệu gì đó thì nó khá phức tạp, cho nên là dần dần các ngày thứ ba hàng tuần thì tôi rút gọn lại mỗi con một chiến lược phong cách này. Anh em nào chưa xem thì xem lại tập này ha, để hiểu hơn về cái con đó, con bán tự động, còn đa số các con ngày thứ ba đều là tự động hết nha anh em. Đó, tự động 100%, tự động vào theo tín hiệu rồi, nó có tín hiệu rồi thì không cần phải vào tay nữa, cho nên là nó tự động hết. Thì thực chất trong con này đều có luôn, trong robot bán tự động này nó full hết luôn, nó có chức năng đó luôn, có điều là chúng ta có xài hay không mà thôi anh em ha. Và nó khá phức tạp bởi vì trong này nó quá nhiều chức năng cho nên nó làm chúng ta bị rối anh em ha. Đó, vậy thì trong các ngày thứ ba hàng tuần, ngoài những con robot lạ khác thì tôi đa số tôi phát triển từ con này lên, và tùy cặp sản phẩm, tùy vào cái nhu cầu, tùy vào cái tín hiệu mà tôi thấy nó khả quan, tôi gửi đến cho anh em mình từ những cách chơi như vậy anh em ha. Rồi thì anh em mình chưa xem thì anh em mình có thể xem tập này ha. Đó là tập robot bán tự động này. Đó là những anh em chưa xem. Rồi chúng ta quay lại nhá. Thì hiện tại trong robot bán tự động nó có rất nhiều chức năng, rất nhiều tín hiệu. Tuy nhiên là ở đây tôi tạm thời tôi mở ra chỉ có ba tín hiệu thôi để anh em có thể kết hợp tới lui. Hiện tại thì trong buổi hôm nay tôi chỉ vô tình test được cái tín hiệu là MA với lại RSI. Thì anh chị em mình có thể test thêm là MA với Bollinger Band thử xem nó có hiệu quả không. Tôi vẫn để Bollinger Band cho anh em đây. Anh em có thể kết hợp qua lại để cho xem kết quả nó như thế nào. Tức là càng ngày anh em mình càng quen dần với con robot bán tự động đó lên, và càng ngày tôi càng mở ra nhiều cái chức năng trong đó, anh chị em mình có thể test và xem hiệu quả như thế nào với từng con, từng cái sản phẩm. Và nhất là tôi mong rằng anh chị em tìm được cái thông số ở đây này này. Tôi nói con này là con mã nguồn mở mà, nên tìm được thông số này nè mới gọi là chiến nè nè. Rất nhiều anh chị em đã tìm được thông số rất đẹp luôn. Có điều là mấy anh em nó có chia sẻ cho tôi thì tôi cũng không chơi được. Lý do anh ấy là anh kêu là anh canh chứ còn lúc nào ra lúc nào vô boss rất là lâu, tôi không chơi được đâu. Cho nên là mỗi người đều phải có một thông số, hy vọng là tìm được một cái bí quyết riêng cho mình từ những con như vậy. Anh em ha. Rồi đó là cái buổi nói chuyện sơ của tôi, và hôm nay tôi chỉ nói lại là cách mà tôi sử dụng, đó là tôi sử dụng luôn xu hướng nè, thứ hai là tập trung vào cái việc là tôi chỉ sử dụng MA và sử dụng RSI. Vậy MA và RSI thì là như thế nào nè nhé, MA và RSI đó tôi chạy như thế nào và nguyên lý của nó là sao, thì đây tôi sẽ mở cho ông ta cái tôi bật cho nó chạy, bắt đầu tôi mở MA và RSI ra cho chúng ta xem nhé, và tôi nói luôn anh em cái nguyên lý của nó nè ha. Đấy, mới chạy mà chúng ta đã lời được 4 mấy đô rồi nè. Tắt cái trận này rồi. Đấy. Đấy. Cần Ctrl G, cần Ctrl R, O2, tôi sẽ kéo cái MA vào nha anh em. MA vào. Đó, MA moving over there. Nhầm, bấm cái gì đây? Bên. Đó. Bấm cái này vào. MA moving over there. Và tôi chọn là chu kỳ 17 và tôi chọn là linear weighted nha anh em. Đó, anh em nhé. Đấy, ít người xài này lắm. Tôi xài đó rồi. Ok, một cái MA cộng thêm một cái RSI.
để cho anh em mình có thể RSI là trong đây đó, Relative Strength Index đây đó, và trong RSI tôi cũng chọn chu kỳ là 17 và cái level của tôi đúng không đó. Tôi sẽ tạm thời xóa những cái level này đi, delete delete, tôi sử dụng level là 30 và level 70 đó, và tôi sẽ nói cho anh em biết là tại sao tôi sử dụng cái đó và sử dụng cái đó với chức năng gì. Anh em nha, thì đây tôi sẽ nói sơ anh em một chút về cái cách vào lệnh của nó như sau. Đó là nếu như một cây nến mà đâm xuyên qua MA anh em nha, ở đây tôi nói lại anh em nè, đó tôi nói cách vào lệnh cho anh em. Một cái giá đóng cửa mà đâm xuyên qua MA, tức là giá mở cửa thì nó giả sử như đang ở liền sell này nhá, giả sử như giá đóng cửa là giá mở cửa là ở trên mà giá đóng cửa là ở dưới thì nó sẽ vào liền sell. Anh em thấy đơn giản không? Tuy nhiên nó muốn vào liền sell thì nó phải ở trong khung vào liền sell nhá, vào liền sell thì nó không phải ở khu quá quá bán này. Cái tư duy RSI của tôi là như vậy đó, có nghĩa là nếu như nó ở khu quá bán là có nguy cơ nó đã đảo ngược lên lại, cho nên tuyệt đối là anh phải lớn hơn 30 cho tôi, lớn hơn 30 nhá, cái này cũng được luôn. Lớn hơn 30 chứ là không được ở khu vực quá bán này. Quá bán là người ta sẽ mua lại đó anh em. Cho nên là nói tóm lại là khi chúng ta thực hiện sale thì RSI đừng ở khu vực dưới đây là được, khu vực dưới này nha anh em. Còn nó khu vực từ trên này trở lên đều là ok, là chúng ta có thể sale được này nhá, càng cao càng tốt, còn càng cao là càng sale được, chứ không phải là chúng ta đừng nghĩ là nó ở trong khu vực này nhá, là không đúng, tức là nó ở khu vực trên 30, nếu nó lên tới 90 càng tốt này nhá. Đó đó là tư duy của tôi là vậy. Buy thì ngược lại, buy thì ngược lại, nếu mà giá mở cửa ở dưới và đóng cửa nó ở trên đây nè, cái này anh em. Mở cửa ở dưới và đóng cửa ở trên đấy, tôi phân tích cho anh em thấy là tại sao nó vào lệnh nhá. Mở cửa ở dưới đóng cửa ở trên là nó nói rằng tín hiệu lên đó, tín hiệu lên đó boss ơi, ông chủ kêu là mày bay đi đó. Đồng thời cái đó khi mà nó thấy được như vậy nè, nó vào đầu nến đó nha, mà đây là do red đó nha anh em, nó vào đầu nến đó thì nó khi mà nó thấy ông chủ nói là ok có tín hiệu vào lệnh rồi thì nó vào, nhưng mà trước khi nó vào thì nó phải coi anh rửa đai, thì anh rửa đai nó phải thỏa như này nè anh em, anh rửa đai nó phải thỏa là đây nhá, đấy đây là khu vực vào lệnh, để tôi phân tích anh em cái cách vào lệnh của nó đấy. Thì đây là vào đầu nến nha anh em, vào đầu nến chứ không phải là vào giữa giữa nến đâu. Nó vào đầu nến mà do red nó nhảy lên đây đó. Thì đây nó khi mà nó thấy rằng là cái nến thứ nhất nè, cái nến lúc này là thời giá nó băng bắt đầu mới mở cửa con này thôi nha. Đấy, khi mà giá nó thấy cái nến trước là ở dưới tự nhiên nó bung lên phát là có dấu hiệu đi lên đó nè. Rất nhiều tình huống là đi lên hay là lên luôn á đó. Chính vì vậy cho nên là nó mới kêu là ông chủ bắt đầu cho tín hiệu vào lệnh rồi, bây giờ xem thằng RSI nó như thế nào thôi. Thì RSI nó phải thỏa một điều kiện, đó là nó không được quyền lớn hơn cái thằng này bay, mà chúng ta đang bay mà anh em bay nhá. Bay có nghĩa là không được quyền lớn hơn này, tức là nếu mà nó lớn hơn 70 là khả năng nó đang bị sell anh em. Tức là bay của mình nó phải ở dưới, nó phải đi xuống dưới, nó phải ở dưới dưới 70 của Bitcoin, nó tóm lại là vậy đó. Tức là RSI làm sao vậy, ở dưới 70 thì nó được buy, thậm chí là nó dưới dưới số 0 này càng tốt. Anh em nhé, chứ không phải là ở khu vực này nha, tôi nói lại nha, tức là buy chỉ cần dưới 70, tư duy RSI này nó cũng giống như tư duy khác nhưng mà nó ngược lại một chút, nó rộng hơn. Rộng hơn là chỉ cần dưới 70 thì tôi mới mua. Còn nếu trên 70 thì bắt đầu có tín hiệu sell rồi nè. Trên 70 là thuộc dạng là quá mua rồi, nó chuẩn bị nó đập xuống rồi đó. Ok, nó chỉ cần thỏa hai tín hiệu như vậy thôi là nó vào lệnh, và vào lệnh mà lỡ có thua thì nó lại tiếp tục sử dụng cái chiêu gọi là bình quân giá này nhá. Chiêu bình quân giá và chiêu nhồi sell thì đang ăn đập rầm rầm nè đó. Anh em nha, đó là cái phân tích sơ về cách vào lệnh của tôi. Anh em có thể xem kỹ và lắng nghe lại kỹ video để hiểu được cái nguyên lý vào lệnh của nó, và anh em mình có thể cái cách vào lệnh này nè, cái cách vào lệnh này nó cũng na ná với một cái bài dạy code mà tôi dạy ở anh em, bài dạy code đó là cái bài số 15 vừa rồi. Anh em mình ai mà đam mê code thì có thể xem là cái bài 15 đấy nè nhé. Đấy là mình có thì có một chút tôi dạy trong đó, nhưng mà trong đó thì nó không có tăng lót thôi, tăng lệnh mà thôi. Đấy, hướng dẫn lập trình với RSI và MA. Thì cách vào lệnh của tôi là dựa vào na ná giống thằng này. Tuy nhiên là chiến lược thì nó khác nha, chiến lược thì nó dựa vào cách nhồi lệnh nhiều hơn, mà thằng này nó chỉ đơn giản thôi. Khi dạy code trên YouTube thì nếu dạy phức tạp quá là phê lắm, anh em chịu không nổi. Cho nên mục đích là làm sao anh em viết được những con đơn giản mà có thể tay nhà hạ và theo đúng chiến thuật là ngon lành rồi. Hy vọng kiếm được tiền thôi, hy vọng chúng ta đỡ phải mất công thức đêm thức khuya mà thôi. Chứ còn phức tạp hơn là chúng ta phải luyện học nhiều lắm anh em.
Rồi, ok anh em nhé. Đấy, thì bây giờ anh em hiểu cách vào lệnh rồi nha. Đó. Vậy là tóm lại một điều đơn giản như này nè. Nếu như giá cắt lên đường EMA, cắt từ dưới đi lên đường EMA thì tôi vào buy với điều kiện là không RSI không được ở khu vực quá cao. Đúng không? Nếu cao thì thực trạng là chuẩn bị sell rồi. Đấy, anh em hiểu không? Rồi, tương tự nếu mà sell đi xuống dưới. Dưới RSI cắt xuống dưới nha, cắt xuống nha chứ không phải là những cái dưới dưới này. Là từ trên cắt dưới mới được, từ trên cắt xuống thì tôi sẽ vào vào sell nhưng với điều kiện là không được dưới vùng 30, tức là dưới vùng 30 là khả năng nó đá ngược lên lại anh em, hiểu một tư duy đơn giản vậy thôi. Đó, anh em nào chưa hiểu thì nghe kỹ lại từng lời của tôi sẽ hiểu được hơn. Đó. Rồi, anh em mình cho chạy thì xem nhé, kết quả là sao? Nổ quá, mình biết là kết quả, quan trọng là thực chiến và kết quả như nào. Đó, bắt đầu nó giao guồng nó chạy được. Ui giời ơi, giời ơi. Đúng cái vụ nãy luôn nè anh em. Mới vô bắt nó gồng, lòi bản họng luôn. Cái này chắc rung, hót tim á. Đấy, cho nên là tiềm tàng sự rủi ro là rất cao nha anh em. Anh em nên chơi sen hoặc là sao đấy. Hoặc là demo, hoặc là test. Đúng không? Anh em là thật sự có tiền nhiều, hồi nãy chúng ta để là... Nếu như chúng ta để 200 đô là cháy rồi anh em. Đó. May là còn để 500 đô. Đó. Nếu vậy thì theo đúng như những gì tôi nói thì khả năng cuộc chơi này mình phải tê sắm nhiều tiền nữa, đúng không? Nhiều tiền có khác. Đó. Anh em nào muốn là cái lệnh thuận xu hướng mình ăn dài hơn thì anh em mình có thể tắt đi cái daily nha, do là đang bật daily luôn. Đó, nó bảo vệ lời anh em. Thì nó ăn khá ghê. Anh em nhá. Đấy, rồi cho mình cho chạy thêm một khoảng một ít giây nữa thôi. Rồi chúng ta xem kết quả nó như thế nào là được thôi. Có đoạn này gồng xui quá. Buồn quá. À, nhìn quê liền. Tuy nhiên tôi nhớ tôi chết test 5.000 là không cháy. 5.000 nha anh em. 5.000 không cháy. Xin lỗi, 2.000 chứ. 2.000 không cháy. 5.000 là chiến thuật của một người khác. 2.000 không cháy anh em. Không cháy nhưng mà với chiến thuật nhẹ thôi, chiến thuật xa hơn với cái khung thời gian, với cái khoảng thời gian hình như là từ tháng 1 năm 2000 từ tháng 2 năm 2020 đấy. Mà xin lỗi lỗi anh em là tôi test EU anh em ạ. Nhưng mà tôi test GU. Thì tôi thấy nó không cháy nha. Thì anh em về test các sản phẩm xem ha. Và phụ thuộc vào cái red này kia nữa nha anh em, chứ không phải là tụi nó không cháy, nó sẽ không cháy đâu. Chứ tùy thời điểm, có những thời điểm nó toàn như thường anh em. Đó, rồi chạy bao lâu rồi mà chúng ta được là 106 đô đây. Đúng không? Chúng ta qua xem nhé. Chạy từ ngày 3 tháng 2. Ngày 3 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 mà chúng ta được 106 đô là khoảng 11 ngày. 11 ngày mà chúng ta được 20% cũng là một điều tốt anh em. Chẳng qua hồi nãy gồng vỡ mồm thôi. Anh em nha. Đấy. Và anh em là đừng nghe nổ quá mà chúng ta chơi tiền thật nha. Chúng ta nếu có liều lắm thì chơi sen. Chơi sen cũng chơi 0.01 mà thôi. Anh em ha. Chứ nghe nổ quá là chúng ta coi như là tự bắn cho mình luôn đấy. Đó, anh em ha, cẩn thận với cuộc chơi tài chính vô cùng nguy hiểm. Đó, và chúng ta chạy thử 1 tháng đi nha, chứ không có thời gian để chạy nhiều. Anh em về test thử chạy thật nhiều lên, để chạy demo hoặc là để chạy back test luôn. Rồi liều hơn thì cho chúng ta chơi sen, chúng ta nạp khoảng 100 đô, nhầm nhầm nhầm, nạp khoảng 10 đô thành 1.000 anh em nhé, 1.000 và cho chạy. Đó, xem nó có lên được 20% không, 1 tháng không. Đó, chứ nãy giờ là hơn 20% rồi đó anh em. Đó, nãy giờ là được khoảng 32% rồi đó. Đấy, đến ngày 18. Đó, chúng ta sẽ cho đến chạy ngày 3 tháng 3 nha anh em. Đó, xem là 1 tháng mình sẽ lên được bao nhiêu. Đấy, chứ rau đào cào quá vỡ mồm như chơi. Đó. Rồi, trong quá trình nó chạy thì chỉ nói sơ lại anh em một chút thôi. Chiến lược là anh em mình thay đổi cái việc thông số vào lệnh, thông số nhồi lệnh. Chứ còn cách chơi của nó là khá quen thuộc dần dần rồi. Đấy, và anh em mình có thể hiểu được cái nguyên lý vào lệnh của nó để chúng ta có thể lựa chọn. Cái mà chúng ta có thể lựa chọn đó là cái chu kỳ EMA này nữa nha anh em. Đó, và cái thể loại EMA nữa. Có nhiều anh em thích EMA, SMA. Đó, thì có thể chọn lựa như vậy. Có những bí kíp rất là hay. Và chúng ta biết thì chúng ta giấu luôn đi anh em ạ. Đó, chứ chúng ta là mà nói ra là chúng ta dễ bị đập lắm ạ. Đấy, nói đùa thôi chứ chia sẻ ít cho chị em một vài anh em nào đó cho anh em kiếm tiền nha anh em. Đấy, giấu lương thì cũng được thôi, giấu lương thì nhưng mà thật sự là kiếm được tiền, giúp đỡ người khác bằng nhiều cách anh em ha. Rồi, ok anh em nha. Đấy, đây là chúng ta sẽ đợi hết tháng xem là mình sẽ được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm đó.
rồi chúng ta phải xem luôn cái round down của nó kết quả ra sao. Và kết quả ra sao? À, nó chốt rầm rầm. Làm như vậy sướng luôn. Thực tế mà như vậy là ngon. Kết máy. Thật ra tôi chơi đến bây giờ thì tôi cũng dám khẳng định là chỉ có 5% hoặc là 10% tháng thôi. À, chứ nhiều quá thì cũng được thôi. Nhưng mà không dám liều như vậy. À, cái nào cũng vậy. Nó liều màng sẽ có sự rủi ro. À, có tiền thì mình chơi bắt quất được. Giống như chiến thuật này là anh em, nếu chúng ta có 5-10 ngàn thì cứ chơi thôi. À, tháng chúng ta kiếm được vài triệu là dư xăng. Đấy. Rồi thì đó là cái mà anh chị em mình có thể vận dụng về test nha. Chiến thuật tôi cũng chia sẻ hết rồi, đâu giấu anh em cái gì đâu. Anh em hãy về chỉ cần là thay đổi thông số nè, thay đổi cái cách vào, thay đổi cái khoảng cách nhồi lệnh nè, thay đổi cái đường MA, thay đổi RSI. Đó, đó là những cái mà chúng ta có thể thay đổi. Và tôi nói rõ luôn chiến thuật để chúng ta có thể thay đổi cái RSI luôn nha. Đó, vì anh em nói là 70 làm gì lên 80, 80 trở xuống thì bay vẫn còn được. Chẳng hạn vậy, thì anh em chỉnh số 70 lên thành 80. Đó, còn 30 trở lên thì mới sell, tùy anh em. Đó, anh em mình có thể chỉnh tới, chỉnh lui những cái thông số đó trong input ha anh em. Đó. Và test bot tôi cũng nói rõ luôn chiến thuật để anh em mình có thể linh hoạt. Chứ bây giờ anh em về cầm bot về mà nghiên cứu chiến thuật nữa rất tốn thời gian. Để thời gian để kiếm tiền, để thời gian đó chăm sóc vợ con sướng hơn anh em. Đấy, con vợ bỏ buồn lắm. Rồi ok anh em nhá, anh em test này quên nãy giờ đường tháng chưa. Ok anh em đã đường tháng, anh em ơi dừng. Đó, là mình test đến ngày 3 tháng 3 thôi, nhưng mà nó đã đến ngày 6 tháng 3 rồi. Đến khoảng ngày 3 tháng 3 là chúng ta được bao nhiêu anh em nhé? 832. Đây, khoảng 819. Có nghĩa là đến ngày đó chúng ta lời khoảng được 319 đô. 319 đô là khoảng 60 mấy phần trăm anh em ạ. À, thì một tháng khoảng 60 phần trăm. Tôi dừng lại, tôi coi report có bao nhiêu nha anh em. Dừng lại luôn. À. Rồi, vậy là chính thức một tháng chúng ta đến con số đó. Đó, ngày 3 tháng 3 này anh em, và tôi để cái dấu ở ngày 3 tháng 2 đến ngày 3 tháng 3. Đó, anh em nhá, đến ngày 3 tháng 3 là chúng ta được 819 đô. Là lúc đó là hết lệnh đó, đã vào là lệnh mới đó. Sell sell đó. À, rồi ok, 819 lệnh là xóa hết lệnh luôn á, là chúng ta được 319 đô. Chúng ta có gram 6 không? Ui giời, gram này sâu như con ma. Đấy, tuy nhiên là lời. À, đến nay là do mình tắt á, mình tắt cho nên nó bị lỗ này nè, chứ thật ra đang chạy tiếp. Rồi chúng ta qua trong report báo cáo của nó như thế nào. Trời ơi, âm đến 4 mấy phần trăm luôn. Round down đến cả 4 mấy phần trăm thôi. Vỡ mồm. Đó, thì chúng ta muốn round down thấp hơn thì chúng ta chơi 1.000 là round down tầm 2 mấy phần trăm. Nếu mà chơi 5.000 thì round down còn thấp nữa. Nè ha, thì 4 mấy phần trăm. Nếu chúng ta chơi 5.000 thì có phải là round down ở đây nó chỉ còn lại 4,4 phần trăm không? Đó. Thì đó là cái round down nó báo cho chúng ta. Và lời chúng ta được, đó là do lời đây. Chứ còn nếu mà chúng ta dừng ở cái chỗ này thì chúng ta lời được là 6 mấy phần trăm. Ok, thì đây là cũng là một chiến lược để chúng ta có thể vận dụng. Và chúng ta có thể test, chúng ta có thể demo. Và thậm chí liều mạng hơn, tiền dư giả, tiền nói chung là bằng cách nào đó mình đi phụ bàn gì đó, vô tình được 10 đô, ví dụ thế, thì chúng ta có thể chơi sang, chúng ta có thể kiếm được không. Còn nếu không thì mình coi như mất đi chầu nhậu anh em ạ. À, ok anh em ha, đấy, đây là con robot mà tôi gửi đến chị em mình. Và cái mà tôi muốn anh chị em mình đó là thay đổi cái thông số để tạo ra một, cho bản thân anh chị đó, một cái chiến lược tốt. Những thông số đầu tiên thay đổi là những cái lệnh nè, những cái lot, những cái khoảng cách vào lệnh nè. Đó, đó là thông số đầu tiên mà robot bán tự động tôi cũng nói đi nói lại rồi. Và cái thông số thứ hai mà tôi muốn anh chị thay đổi đó chính là thông số của ngày hôm nay. Chính là thông số của Moving Average, đúng không? Thay đổi chu kỳ, thay đổi cái kiểu EMA. EMA gồm có SMA, EMA hay là Smooth EMA hoặc là Linear Weighted EMA. Đấy, anh em nhé. Rồi, anh em mình có thể áp dụng Bollinger Band, tôi vẫn để đây nhé, tôi không có khóa lại. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng giữa EMA và Bollinger Band. Anh em ha. Rồi, hiện tại thì trong con bot này tôi đang để mặc định là EMA và RSI. Đây, nè, giá thì so sánh để buy, tức là thấp hơn thằng này thì mới buy. Anh em nhá. Và để sell thì lớn hơn thằng này thì mới sell. À, cái tư duy RSI này nó hơi ngược hơn kia một xíu thôi. Rồi, nó nâng cấp hơn, nó mở rộng, nó rộng hơn, cái vùng vào nó rộng hơn. Rồi vậy thôi, thì đó là cái mà chúng ta có thể thay đổi, có nghĩa là thay đổi những cái vùng này. Đó.
À, thay đổi giá trị may. Ok, vậy nha anh em. À, cảm ơn anh chị em rất nhiều. Mong anh chị em mình hãy dành ít thời gian để share kênh mình nhiều hơn, chia sẻ kênh mình nhiều hơn để tôi có động lực ra nhiều công cụ hơn, ra nhiều clip hướng dẫn cho anh em mình bắt test hơn, và đôi lúc nó sẽ là chiến thuật để chúng ta kiếm tiền. Những con robot, nếu thật sự anh em nào đã mất tiền thật nhiều thì tôi sẵn sàng là để những cái giá rất ưu đãi cho anh chị em mình để anh em mình có thể kiếm tiền. À, anh em chúng ta cứ liên hệ nhau rồi chúng ta sẽ có thể có những cái cách để chúng ta kiếm ra tiền. À, nếu anh em nào thật sự đang là mất tiền thì thật là nên đi, chúng ta sẽ tìm mọi cách để kiếm tiền ít nhiều trở lại, con cơm ký cá gì cũng được anh em nhé. Rồi, ok anh chị em, mong anh chị em mình ủng hộ kênh của Mr. Vinpro Vlog nhiều hơn để có nhiều buổi video như vậy ra nhiều hơn, thì đồng nghĩa với việc là công cụ robot sẽ đến với anh chị được nhiều hơn. Cảm ơn anh chị em rất nhiều. Bye bye anh chị em. Chúc anh chị em mình trade thành công.